Trong rừng rậm Amazon, người đàn ông này đang cùng bạn bè chia ăn một con khỉ nướng, nhìn thi thể trong không khác gì con người. Anh ta cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng. Thực tế, kinh nghiệm làm người ta lạnh ra đầu này, nếu so với những trải nghiệm tiếp theo chẳng đáng là gì. Sau khi lạc mất bạn bè, trước sau anh ta đã phải chịu bị ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, nửa đêm bị dã thú tập kích, đầm lầy ăn thịt người, kiến đỏ cắn xé, cùng với nỗi cô đơn và hoảng sợ, tạo thành tinh thần bất ổn. Đối mặt với địa hình phức tạp và khó khăn, hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm, bạn có thể thoát ra được không? Người bình thường thông qua cuộc sống anh bình để hưởng thụ hạnh phúc, nhưng Josie lại thích mượn việc mạo hiểm để thỏa mãn. Anh cho rằng cuộc đời không chỉ những thứ trước mắt, mà còn là thám hiểm và những vùng đất mới lạ. Vì vậy anh đến rừng Amazon ở châu Nam Mỹ, bắt đầu chuyến lữ hành mới. Lần này anh còn kết bạn được với một người Thụy Điển tên Marcus. Hai người vừa gặp đã kết thành tri kỷ. Không lâu sau họ còn gặp được một người đàn ông khác. Anh ta là một du khách ba lô. Kevin là một người nổi tiếng. Vừa hay Marcus và Kevin là bạn thân. Được Marcus giới thiệu, ba người nhanh chóng trở thành bạn tốt. Hôm đó Josie một mình ra ngoài, gặp được anh chàng hướng dẫn tên Ka. Đoán được mục đích chuyến đi này của Josie, anh ta đã miêu tả về một khu vực xinh đẹp thần bí, có cảnh sắc và văn hóa chưa từng được khám phá, một nền văn minh biến mất, một bảo tàng bí mật. Đây không khác gì bí cảnh nhân gian Josie đang theo đuổi. Ka khen nơi đó trên trời dưới đất, Josie nghe mà một lòng hướng tới. Khi quay trở về, Josie hưng phấn chia sẻ câu chuyện của Ka cho hai người còn lại. Marcus và Kevin lại không hứng thú mấy với lời chuyện đột ngột này, nhưng không chịu nổi việc Josie liên tục lặp lại, họ chỉ đành đồng ý đi gặp Ka. Sau một lúc nói chuyện, Kevin là người động lòng đầu tiên, là một nhiếp ảnh gia. Anh khát khao chụp được những tấm ảnh về bộ lạc da đỏ này, nó sẽ giúp anh công thành danh toại. Mà Marcus cũng bị mọi người kích thích, cuối cùng đồng ý gia nhập chuyến đi mạo hiểm này. Mỗi người họ trả cho Ka $50 phí hướng dẫn, rồi cùng đến một tiệm tạp hóa thu mua những vật tư cần thiết. Cứ thế, bốn người ngồi máy bay đến sân bay gần bìa rừng. Con đường còn lại, họ chỉ có thể tự mình khám phá. Vì rời xa xã hội văn minh, nên khu rừng có vẻ đẹp khác lạ. Ba người bạn lần đầu tiếp xúc với thế giới này đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Nơi này cây cối rậm rạp, ẩn chứa vô số sinh vật kỳ lạ. Dọc đường Ka dẫn đầu, không ngừng liến thoáng về việc con người đã tàn hại tự nhiên thế nào. Đến tối, cả nhóm vây quanh lửa trại ngồi nghe Ka kể chuyện về bộ lạc kia. Mọi người nghe say mê vô cùng, nhưng đến nửa đêm, trong lều đột nhiên vang lên tiếng thét. Hóa ra là Marcus đang ngủ ngon bị bướm đêm quấy dày. Ba người còn lại đến kiểm tra mới biết chỉ là hết hồn. Hôm sau, cả bốn tiếp tục lên đường, bởi vì không thích ứng được với cuộc sống trong rừng. Chỉ mới 2 ngày, nhóm Josie đã bắt đầu kiệt sức, đặc biệt là sau khi mất Ka một đoạn. Cảm xúc tiêu cực làm quan hệ giữa cả ba trở nên căng thẳng. May mà lúc này họ gặp được một người bản địa đang dắt trâu. Ông này dẫn họ đến chỗ Ka. Sau đó cả nhóm cùng đến chỗ bộ lạc. Người ở đây rất tốt bụng, sống cuộc sống không tranh giành với thế gian. Họ nhiệt tình chiêu đãi nhóm khác xa lạ này. Để báo đáp, lúc Marcus rửa vết thương trên chân, cũng chia thuốc mình mang theo cho những người trong làng. Họ lại tiếp tục lên đường. Trong lúc đi qua một con suối, được Ka chỉ dẫn, Josie dãi được một cục vàng. Điều này làm anh ta rất vui vẻ. Thời gian tiếp theo, cả nhóm vẫn chung sống khá hài hòa. Cảnh tượng kỳ diệu trong rừng làm họ mở mang tầm mắt, nhưng khi vào sâu trong rừng hơn, họ bắt đầu đối diện với càng nhiều những thử thách sinh tồn. Lương thực mang theo chỉ còn đủ cho vài ngày, vì lấp đầy bao tử, Ka dùng súng săn một con khỉ. Vì tiết kiệm đạn, anh ta dùng súng đánh bể sọ con vật. Marcus thấy quá tàn nhẫn. Tối đó mọi người nhìn con khỉ trong không khác gì con người đang treo trên giá kia. Kevin là người đầu tiên thỏa hiệp, tiếp đó là Josie. Chỉ có Marcus không cách nào thỏa hiệp với sự ghê tởm trong lòng. Ka chỉ đành nấu riêng một phần cơm cho anh ta. Là một thầy giáo, Marcus chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh ác liệt thế này. Hai chân vì cảm nhiễm thối rữa. Lúc đầu mọi người còn chịu đựng bất mãn, chủ động giúp anh chia hành lý. Nhưng đến cuối cùng, Kevin và Josie đã mất hết kiên nhẫn. Tất cả chuyện này đều bị Marcus mẫn cảm cảm nhận được. Tối đó anh ngồi trước đống lửa, tức tối bật khóc. Tiếng nức nở truyền vào trong lều, nhưng cả hai người bạn đều im lặng không nói. Vết thương của Marcus ngày càng nặng. Ka đề nghị họ quay về bộ lạc ngoài kia, nhưng hai người kia lại phản đối. Họ không muốn vì một người mà cả chuyến đi thành công cóc. Tiếp theo đó, Kevin đề xuất có thể là một con thuyền gỗ xuôi dòng. Đây xem chừng là một cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng Ka lại cảnh báo họ, trên sông còn nguy hiểm hơn trên bờ. Nói là làm, cả bốn bắt đầu đốn cây làm bè gỗ đơn giản. Lúc bắt đầu khá thuận lợi, rồi chẳng mấy họ đã gặp phải dòng nước xiết. Lúc nguy hiểm mọi người đều rối loạn, không thể khống chế được phương hướng. Mà lúc này Kevin và Ka lại xảy ra tranh chấp, khó khăn lắm họ mới lên lại bờ được. Sau chuyện này, tình bạn vốn đã không bền chặt của họ đã rạn nứt. Josie một mình đi tìm Ka đã tức giận bỏ đi, một viên đạn bắn sượt qua tay anh. Ka cầm súng xuất hiện, nói mình chỉ muốn dọa con báo châu Mỹ đang đứng sau lưng Josie. Josie không biết thật giả, chỉ biết nguy cơ tứ bề, mà lòng tin giữa họ đã chẳng còn lại mấy. Kevin lén lút trò chuyện với Josie, quyết định quẳng phiền phức Marcus này lại cho Ka. Còn hai người tiếp tục xuôi dòng, còn Marcus và Ka thì tiếp tục đi trên bờ. Sau lời chia tay ngắn ngủi, họ chia làm hai đường. Khoảng thời gian ngắn tiếp theo mọi việc vẫn khá thuận lợi. Nhóm Josie gặp được khúc sông chảy xiết và đá ngầm. Sức lực của con người ở trước mặt thiên nhiên vô cùng nhỏ bé. May mà chiếc bè bị một tảng đá giữa sông cản lại. Kevin rất giỏi bơi lội nên mạo hiểm bơi lên bờ.
Ngay lúc anh ta định cứu Josie, thì Josie đã bị một cơn sóng to cuốn trôi. Trong lúc chìm nổi, thân thể Josie liên tục va phải đá ngầm, máu chảy ra nhuộm đỏ nước chung quanh. May mà trời không tuyệt đường người, ý chí sinh tồn mãnh liệt đã giúp Josie tóm được một tảng đá. Nhờ vậy, anh đã thành công leo lên được trên bờ. Chung quanh đều là vách đá hiểm trở, Josie gian nan leo lên. Anh la lớn tên Kevin, nhưng âm thanh vọng lại như đang dưới đáy vực, một mình cô độc trong rừng rậm nguyên thủy. Josie toàn thân ướt đẫm, co người lại, cố gắng vượt qua một đêm. Hôm sau, anh nghe được tiếng kim loại va chạm nên nhìn xuống, là hành lý lạc mất lúc trước. Anh vứt hành lý lên, uống vào một viên thuốc kích thích. Được thuốc giúp đỡ, anh lập tức lấy lại thể lực, trèo vách núi, chạy bộ, nhảy xa đều trở nên dễ dàng. Josie lớn tiếng kêu gọi bạn mình, nhưng trả lời anh chỉ có tiếng nước chảy và tiếng chim hót. Đây là ngày thứ 6 Josie vào rừng. Vì lấp đầy bụng, anh trèo lên cây, quăng một con rắn xuống, rồi dùng đá đập chết nó, thành công chiếm lấy mớ trái cây dại. Đến tối, anh núp vào một gốc cây, chung quanh bao trùm bởi tiếng gầm gừ của thú hoang và tiếng côn trùng, làm người ta lạnh người. Hôm đó Josie đã thật sự gặp được một con hổ châu Mỹ. Ngay lúc nó đang chuẩn bị tấn công, Josie đã dùng lửa dọa chạy nó, mới tránh khỏi chuyện táng thân trong miệng hổ. Trừ việc phải đối phó với dã thú, anh còn phải cẩn thận đề phòng côn trùng có độc. Trời vừa sáng, Josie đã phát hiện trán mình nổi lên một cục u, dưới da đó thứ gì đó đang nhúc nhích. Anh lấy hết dũng khí chọc nhít vào. Con ký sinh trùng này rất có thể đã chui vào vết thương lúc anh rơi xuống nước. Sau khi xử lý đơn giản, anh tiếp tục lên đường. Trên đường, anh vội vàng ăn hai quả trứng chim, bên trong còn hai con chim non chưa thành hình hoàn toàn. Chẳng bao lâu, Josie đã vô tình phát hiện được bộ lạc thổ dân, nhưng nơi đó đã hoang tàn từ lâu. Lại một ngày trôi qua, anh ngồi trước đống lửa cởi giày ra, chân anh đã toàn thối rữa tới không thành hình. Lúc này anh đã có thể cảm nhận được nỗi đau mà Marcus phải thừa nhận, nhưng lúc này cảm giác tự trách đã không còn ý nghĩa gì. Trước mắt anh còn phải lo lắng cho sinh mạng của chính mình. Ngày hôm sau, Josie tìm được dấu giày dưới đất, anh cho rằng là do Kevin để lại, trong lòng rất vui vẻ. Nhưng chẳng bao lâu anh đã bị tạt cho một gáo nước lạnh, hai cái vỏ trứng trước mặt, chứng tỏ anh đã vòng về chỗ cũ. Không ngoài ý muốn, dấu chân đó là của chính anh, nỗ lực cả ngày cả đêm cuối cùng đã thành phí công. Josie bắt đầu suy sụp, anh nhớ tới cha mình. Ông rất tức giận khi biết anh muốn đi du lịch thế giới, thực tế là vì lo lắng và quan tâm cho anh. Khi bình tĩnh lại, anh nhớ tới lời cảnh cáo của ca, nên quyết định đi dọc theo bờ sông. Đây là đã ngày thứ 14 anh lạc trong rừng. Giữa cơn mưa to, Josie không tìm được nơi trú ngụ, chỉ có thể lạnh run nắm chặt cái áo mưa đơn giản, cầu nguyện mình không bị đông chết. Trong cơn mê sảng, Josie bắt đầu xuất hiện ảo giác, căn phòng ấm áp, đồ ăn ngon lành, còn cả những cô gái xinh đẹp. Khi tỉnh lại phát hiện nước sông đang dâng lên, còn anh sắp bị nước nhấn chìm. Trong lúc Josie cực khổ tìm kiếm Kevin, anh ta đã may mắn được một cặp cha con bản địa cứu. Anh tìm tới thượng tá quản lý khu vực này, nhờ ông giúp mình tìm kiếm người sống sót. Nhưng vì máy bay bay quá cao, họ không cách nào nhìn rõ bên dưới, mặc cho Josie lớn tiếng hô quát thế nào, giọng của anh cũng không cách nào xuyên qua rừng rậm truyền đến máy bay. Cơ hội được cứu tốt nhất cứ thế đã trôi ra khỏi tầm tay. Nó còn tuyệt vọng hơn khi máy bay chưa từng xuất hiện. Bên kia, Kevin vẫn chưa bỏ cuộc. Anh tìm tới người bản địa nhờ giúp đỡ. Hai người định xuôi theo dòng sông tìm kiếm, cố gắng di chuyển sát bờ sông. Bên này Josie gặp được một cô bé bản địa. Anh không biết cô ta là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây. Dù cả hai vì ngôn ngữ bất đồng, không cách nào giao lưu với nhau, Josie vẫn dấy lên hy vọng sống còn. Anh cẩn thận chăm sóc cô, ban ngày dẫn cô đi tìm cứu viện, chia trái cây dại mình tìm được cho cô, tối đến ôm cô ta chia sẻ ấm áp. Dù là vậy anh vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lùng, bởi vì mọi thứ đều chỉ do Josie tự tưởng tượng ra. Chưa bao giờ có bất kỳ cô gái nào, tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh tự tưởng tượng ra khi tinh thần suy sụp. Quay về hiện thực, Josie tiếp tục lên đường. Trong lúc bất cẩn anh rơi vào bãi lầy, ngày càng chìm sâu hơn. Ngay lúc anh sắp bị bãi lầy nhấn chìm, anh gian nan nắm lấy chiếc lá trên đỉnh đầu, thuận thế bắt được cành cây, cầu nguyện nó không bị gãy. Cứ thế, Josie lại vượt qua một ngày gian nan, nhưng chuyện này cũng khiến thể lực Josie hao sạch, chỉ còn một hơi nằm dưới đất. Anh biết nếu tiếp tục thiếp đi, mình sẽ rất khó tỉnh lại. Vì vậy anh nhớ lại cảm giác đau khi bị kiến lửa cắn lúc trước, làm ra quyết định gian nan nhất. Anh lê lết từng bước bò xuống gốc cây cởi đồ ra, thân thể gầy gò làm người ta phải hết hồn. Josie lắc gốc cây để kiến lửa rơi xuống người mình, cho chúng cắn lên da thịt, truyền độc khắp cơ thể. Nỗi đau đáng sợ kích thích thần kinh, tất cả trải nghiệm xưa kia bắt đầu lần lượt xuất hiện trước mặt anh. Dựa vào chút sức lực anh đột phá cực hạn cơ thể, kiên trì bò được đến bờ sông, sử dụng những khúc cây nằm ngã trên đất xếp thành hình chữ Y, mong máy bay có thể nhìn thấy. Lại một đêm trôi qua, Josie quần áo tả tơi, nhìn lên bầu trời đầy sao của vùng Amazon, im lặng cảm nhận sức hút của tự nhiên. Ngày thứ 19, Kevin và người bản địa tiếp tục tìm kiếm tung tích của Josie, nhưng anh ta chỉ lo nhìn khắp chung quanh mà không chú ý tới ký hiệu dưới chân. Bị người dẫn đường thúc giận, Kevin chỉ đành quay đầu bỏ đi. Có lẽ trong lòng anh ta cũng đã cho rằng Josie đã chết. Mà lúc này, Josie đang nằm nghe được tiếng người nói chuyện, anh dốc hết sức lực đứng lên, nhưng lúc này anh đã không phát ra được tiếng nữa. Ngay lúc anh tuyệt vọng, Kevin như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn qua. Chỉ cái liếc mắt vô tình đó, anh đã nhìn thấy Josie gầy trơ xương. Sau 3 tuần lạc trong rừng, Josie cuối cùng đã được cứu.
Khi quay về thế giới văn minh, mọi người đều kính nể sự dũng cảm và kiên trì của anh, mà lúc này Josie mới biết, K là một tên tội phạm bị truy nã, bộ lạc bí ẩn gì đó đều là do anh ta bịa ra. Đây là một bộ phim cải biên dựa trên truyện ký của một nhân vật có thật. Trong hiện thực, đã không ai còn thấy Marcus hay K. Những tin tức liên quan tới họ đều do mọi người đồn đoán. Có người đoán họ đã chết trong rừng, nhưng cũng có người cho rằng họ đã ở lại một bộ lạc bí ẩn nào đó. Và dù thế nào thì đến nay vẫn không ai biết được chân tướng, chỉ để lại cho người ngoài một câu hỏi không có lời đáp. Nam chính Daniel Radcliffe đã thể hiện diễn xuất tuyệt vời của mình trong bộ phim này. Sau khi từ biệt Harry Potter, con đường diễn xuất của Daniel cũng bắt đầu sang trang mới. Vì nhận được sự thừa nhận của công chúng, mấy năm nay anh đã không ngừng thử các vai diễn khác nhau, một đường va chạm đến nay, chỉ tiếc dù anh nỗ lực thế nào, dường như vẫn bị mọi người gắn lên cái mác Harry Potter. Chuyện này quả thật rất tiếc cho anh. Dù sao Harry Potter không phải cả cuộc đời anh. Tương lai của Daniel còn vô hạn khả năng. Trong bộ phim này, anh là một nhà thám hiểm gặp nạn, chứ không phải một phù thủy cưỡi trổi. Một người ở trong rừng rậm Amazon sống suốt 18 ngày. Nếu đổi thành bạn, bạn có sống nổi không? Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.